Hello, xin chào tất cả anh em nha. Nay mình về được ba gốc đào to khủng. Anh em nào thích thì liên hệ cho tôi 0977662447. Tôi là Tuân ở Mường Lát, Thanh Hóa nhé. À, gốc này cực to luôn. Quay cận cảnh cho mọi người cùng xem này. Máy các cái tay dưới này, tay trên này, đấy, thoải mái luôn, cực kỳ đẹp. Này anh em chơi sưu tầm cũng được. Đây. Đưa vào vườn, nhà vườn thoải mái. Đấy. Quá đẹp luôn. Gốc. Anh nào thích buôn sỉ thì alo để tôi sắp xếp thời gian cho dần nó đào. 1 2 3, cái này khoảng tầm hơn 7 gang nhé, nếu tính từ trên này phải tầm 8 gang. À, không, đây quay một vòng vành mình thấy đây nó vào khoảng 7 gang gốc như thế đó. Tay đây thoải mái to luôn. Vì có một mình không quay được hết đàn trên này. Này cao khoảng 2 mét à, đúng rồi, khoảng tầm hơn 2 mét. Cái riêng cái tay này thoát thân cực đẹp luôn. Này cao khoảng 1m7, 1m8. Này khoảng 1,5 m. Đấy gốc này rồi. Đá hơn. Đá hơn cho hai gốc kia. Hai bành nó này. 1, 2, 3. Này tầm 5. Này khoảng vành khoảng 100. Tay đi. Đây, tay chính. Đây này tầm hơn 2 gam. Kia này tầm 2 gam. Đấy. Quay toàn cảnh cho mọi người thấy. Bác nào thích thì liên hệ với em nhé. Đây, liên hệ theo số điện thoại lúc em nói lúc đầu. 0977662447 nhé. Để quay mặt trước cho các bác xem. Là gốc to khủng luôn. Đây, quay phía mặt sau. Đây đã phủ keo à, đã bôi cái keo liền sẹo nhé mọi người nhé.
mặt sau đây. Đấy, mái to đẹp. 1, 2, 3. Đây cái mặt sau này. Bác nào nghiên cứu thì liên hệ nhé. Đây cũng không có thước, hôm nay không có thước. Tìm cũng đẹp. Đây, quay cho các bác xem tham khảo nghiên cứu nha. Ưng thì liên hệ với em nhé. Toàn gốc to khủng thôi. Các bác nào mà vào vườn thì cực kỳ đỉnh luôn. Còn bác nào mà chơi gia đình, chơi lẻ thì lựa chọn. Nếu các bác ngoài ba cái gốc này ra, các bác còn muốn nếu mà đưa về vườn muốn gom thêm cho đủ xe thì các bác liên hệ với em nhé. Số điện thoại em nói lúc nãy rồi đấy. Thì em sẽ tìm đủ gốc cho các bác, đủ xe luôn, đủ chuyến. Rồi, xin chào mọi người nhé.